một quán cà phê đã bao nhiêu tùy tâm đã dẹp tiệm sau một năm hoạt động. Cái này có bất ngờ không? Một quán cà phê tên Anarchist hay vô chính phủ ở Toronto, Canada đã phải đóng cửa chỉ sau 14 tháng hoạt động. Cái mô hình của họ là như sau. Khách có thể vào uống cà phê và trả tùy tâm 1 đô, 10 đô hay không trả gì hết cũng được. Các món khác như bánh sẽ được bán với giá bình thường. Nghe thì rất là lý tưởng, đúng không? Nhưng vấn đề ở đây là gì? Đó là con người luôn muốn trả thấp nhất để hưởng nhiều nhất. Khi bạn không đưa ra mức tối thiểu thì họ sẽ lợi dụng. Người thiệt nhất là những ai đã trả giá cao để hưởng chung dịch vụ với những người không góp gì. Cái hậu quả là khách hàng họ không có động lực để trả đúng giá bởi vì họ ỷ lại vào người khác. Cái này cũng giống như triết lý làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu của kinh tế bao cấp con người luôn ích kỷ chỉ khi họ góp phần họ mới có ý thức đó là vì sao kinh tế thị trường dẫn đến sự thịnh vượng còn kinh tế bao cấp dẫn đến sự thất bại thông qua cái kết quả của quán cà phê này chúng ta có thể kết luận là adam smith đánh bại karl marx cấm cãi cấm cãi cho nên thay vì đọc tư bản luận hay das capital anh chủ quán này nên đọc chủ nghĩa tư bản và tự do